hiện tại được diễn tạm một chân lý lịch trình sơ thính hoàng thói quen của ai đó có yêu giờ lý on phần sometimes rarely always every hiện tại tiếp diễn hành động đang xảy ra tại thời điểm nơi hoàng hải hành động song song nào hy sinh hình hoặc am writing when my mother is doing her shopping hiện tại hoàn trong quá khứ có thể kéo đến hiện tại có forces nhẹn lately ever already just never recently hiện tại hoàn thành tìm diễn giống hiện tại hoàn thành nhưng có tình liên tục của anh đâu I have been changing English since I was a second year student. Thì quá khứ đơn hành động đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn ở trong quá khứ. Dùng yesterday last ở công yên công với nằm trong quá khứ. Quá khứ tiên diễn một thời điểm sáng đến hoặc hai hành động song song ở trong quá khứ. And five o'clock yesterday afternoon I was teaching English in my school.